Trong những năm qua, công ty tích cực tham gia công tác xã hội từ thiện, đền ơn đáp nghĩa, xóa đói giảm nghèo. Qua đó, góp một phần nhỏ vào công tác an sinh xã hội trên địa bàn thành phố cũng như ở khu vực miền Trung. Nhận thức sâu sắc và xem đây là việc làm thiết thực, ý nghĩa, hàng năm mỗi cán bộ, công nhân viên, người lao động trong công ty đóng góp tiền lương của mình để ủng hộ các quỹ như Quỹ vì người nghèo, Quỹ đền ơn đáp nghĩa, Quỹ khuyến học, Quỹ trẻ em nghèo bất hạnh, Quỹ mái ấm công đoàn, Quỹ chất độc màu da cam, và sử dụng từ quỹ phúc lợi của công ty. Từ năm 2014 đến năm 2016, công ty và cán bộ công nhân viên công ty đã đóng góp với số tiền cho hoạt động xã hội từ thiện trên 1,5 tỷ đồng. Trong đó, ủng hộ các quỹ là 602,655 triệu đồng, đóng góp để xây dựng mới 6 ngôi nhà cho người nghèo là 350 triệu đồng, sửa chữa 12 ngôi nhà gia đình chính sách, gia đình có công với cách mạng theo chỉ thị 24 CTTU của Thành ủy Đà Nẵng là 240 triệu đồng, đóng góp để xây dựng nông thôn mới tại huyện Hòa Vang theo chỉ thị 18 CTTU của Thành ủy Đà Nẵng là 120 triệu đồng. Được chính quyền địa phương và quận thành phố đã tận tình rà soát những gia đình chính sách, đã hỗ trợ cho gia đình chúng tôi được làm cái nhà khang trang để thờ hai bà mẹ và các liệt sĩ, tha mẹ gia đình. Rất cảm ơn chính quyền địa phương và quận thành phố. Trước hết cũng thay mặt cho gia đình thì gia đình chúng tôi xin chân thành cảm ơn các quý vị lãnh đạo của công ty xổ số kiên thiết của tỉnh Phú Yên, Đà Nẵng đã quan tâm hỗ trợ cho gia đình tôi với số tiền rất là thiết thực và cực kỳ phù hợp trong cái thời điểm mà gia đình chúng tôi cần thiết để sửa chữa nâng cấp cái nhà. Thực hiện chỉ thị 24 CTTU của Ban Thường vụ Thành ủy và chương trình thực hiện quốc gia về xây dựng nông thôn mới, hưởng ứng cuộc vận động chung tay xây dựng thành phố Bốn An và mục tiêu an sinh xã hội, Đảng ủy, Ban Giám đốc, Ban Chấp hành Công đoàn và Đoàn Thanh niên Công ty đã tổ chức lễ trao tặng quà, hỗ trợ sinh kế cho hộ gia đình nghèo, hỗ trợ phương tiện, dụng cụ học tập cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Hòa Ninh, huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng. Cho quà thì cũng ăn thì trừ em ngương lắm chừng đây rồi thì trừ nuôi bữa nay thì cỡ tháng rưỡi nữa thì em bón thì có sắm tết cũng có sắm sữa cho cá với lại em gài thêm để một con để em gài em nuôi giống. Thì đối với gia đình anh Nguyễn Quốc Long thì thuộc là hộ nghèo của thôn 5, xã Hồng Ninh thì được công ty xổ số kiên thiết đã tạo điều kiện để giúp đỡ cho gia đình và một đàn gà giống để tạo điều kiện cho anh phát triển kinh tế và giúp cho gia đình thoát nghèo bền vững trong những năm tiếp tế và tạo điều kiện để cho các em, con em của gia đình anh là có điều kiện đến trường và đầy đủ các thiết bị dụng cụ học tập và tạo điều kiện để phát triển kinh tế gia đình trong những năm tiếp tế. Với phương châm uống nước nhớ nguồn, ăn quả nhớ kẻ trồng cây, công ty đã thực hiện chăm sóc phụng dưỡng 5 mẹ Việt Nam anh hùng với mức 1 triệu đồng trên một mẹ một tháng, tặng quà cho các mẹ và gia đình chính sách, gia đình có công với cách mạng nhân ngày thương binh liệt sĩ. Hưởng ứng phong trào vì biển đảo quê hương, trong 3 năm qua, công ty đã đóng góp ủng hộ chương trình bảo vệ chủ quyền biển đảo, giúp đỡ ngư dân và lực lượng kiểm ngư, cảnh sát biển với tổng số tiền lên đến 105 triệu đồng. Cùng với hoạt động từ thiện xã hội trong cộng đồng, công ty còn tổ chức gặp gỡ, động viên và phát quà cho những người bán vé số lẻ trên địa bàn nhân dịp Tết Nguyên Đán hàng năm. Đó là chương trình tặng quà Tết cho những người bán vé số lẻ có hoàn cảnh khó khăn. Qua các năm, số lượng quà dành cho những người bán vé số lẻ càng tăng lên. Món quà tuy nhỏ
nhưng thể hiện tình cảm cao quý của tập thể cán bộ công nhân viên công ty, thể hiện tinh thần tương thân tương ái